Xin chào anh em. Hôm nay mình có một cây phôi chiếu thủy nuôi bồ công hoành khoảng 15 các bạn. Cây này là cây sắp đế khá đẹp ha. Đế các hướng đều đẹp. Đế thì mình thấy hướng này đẹp hơn. nó tỉ mỉ hơn hướng kia. Cây này hoành khoảng 15 anh em. Bây giờ mình chia sẻ thêm cái bình dáng ha. Dáng này thì chơi chừng lắc, anh em chơi hướng nào cũng được, hướng này hoặc là hướng bên kia cũng được. Về cái chi số 1 là có màu mắt nè, không đó. Bây giờ mình lấy đỉnh tại đây, không ở phía sau ở đây thì nó có cái mầm nè, đánh ra để làm cành hai. Ở đây thì cũng có mấy cái mắt nữa nè, để chúng ta làm cành phong, hoặc là chúng ta chơi mặt bên kia thì lấy cành phong bên đây, mặt bên đây thì lấy cành phong bên kia, đúng không? Mình đã làm sẹo bôi keo hết rồi. Về thì anh em cứ để cái cục đất như vậy nè, để khoảng 15-20 ngày hoặc là 10 ngày cũng được. Khi mà cái sẹo dưới đây nó bo lành á, nó bo nó kéo sẹo, anh em có thể thấy được cái sẹo nó bo xanh xanh á, thì chúng ta có thể đem trồng. Lúc đó nó bắn từ rất là mạnh rồi chúng ta bắt đầu định hình thôi ha. Cây này sắp đế nè, anh em nhìn đế nè, khá đẹp ha. Đây, cây trực lắc là đẹp luôn đó, tỷ lệ ha, ngắn. Rồi còn phần lần còn lại thì do mình xây dựng, mình nuôi thêm. Rồi cây này chơi kiểu cây mini á. Cái này giao lưu với anh em là 280.000 bao gồm phí vận chuyển luôn ha. À, đây. Rồi, cảm ơn anh em.